Xin chào tất cả các tình yêu, chào mừng các tình yêu đã quay trở lại với video của mình. Và mình xin tự giới thiệu, mình tên là Đào Thị Thu Huệ, sinh viên khóa 3 của trường đại học EDX. Quay trở lại với chuỗi sinh viên EDX học những gì, thì ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho mọi người một cái nội dung một cái bài học của một cái bài mà ngày hôm nay chúng mình đã được học của bộ môn, đó là Focus on Excellence. Thì nội dung bài học của ngày hôm nay chúng mình đã được học thì xoay quanh một cái từ khóa keyword chính, đó chính là từ new. New ở đây có nghĩa là sao? Là mới. Có nghĩa là ở trong bài học này chúng mình đã học về cái cách tự học. Và cái cách tự học đó chính là mình sẽ tìm ra được những cái kiến thức mới, những cái kỹ năng mới, những cái nền tảng mới và những cái sự hiểu biết mới, vân vân. Thì cái đấy nó sẽ giúp ích được cho cuộc sống của chúng ta. Đấy. Thì mình sẽ nói sâu hơn vào cái vấn đề tự học và mình sẽ phân tích cho các bạn hiểu được cái tầm quan trọng của nó. Ok. Thì xin mời các bạn cùng xem video của mình. Thì đầu tiên cái từ new thì nó xuất phát từ cái việc tự học của chúng ta. Thì tự học có nghĩa là chúng ta tự tìm tòi, học hỏi ra những cái điều mới và tự đi tìm những cái câu hỏi, những cái câu trả lời, tự đi tìm những cái câu trả lời cho những cái câu hỏi và cho những cái thắc mắc của bản thân mình về mọi điều trong cuộc sống. Thì cái điều này nó cực kỳ quan trọng. Tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn học thì các bạn ngồi trên chiếc ghế nhà trường các bạn học và các bạn học theo thầy cô giáo thì nó chỉ ở một cái thời điểm. Ví dụ như là chúng ta 12 năm chúng ta học ngồi trên chiếc ghế nhà trường hoặc là chúng ta học trong đại học. Thì khi mà các bạn học ở 12 năm với các bạn lên đại học nó đã khác nhau rồi. Tại vì học 12 năm học ngồi trên chiếc ghế nhà trường thì các bạn thường hay học theo những cái bài học mà cô giáo đưa ra, những cái cô giáo chỉ tay, chỉ từng bài cho các bạn biết đấy. Nhưng mà lên đại học thì thầy cô sẽ không cầm tay chỉ việc như vậy nữa, mà các thầy cô chỉ đưa ra những cái kiến thức và các bạn tự về, các bạn tự học, tự tìm tòi, học hỏi. Nếu như các bạn không tự tìm tòi, học hỏi thì các bạn sẽ không có thể theo được trong cái chương trình đại học, hoặc là các bạn gian lận, hoặc là các bạn không có kết quả cao trong quá trình học ở đại học. Đấy. Thì cái khi mà các bạn ngồi trên chiếc ghế nhà trường ấy thì nó chỉ trong thời gian nhất định, và các kiến thức các thầy cô giáo truyền trao cho các bạn nó cũng chỉ hữu hạn mà thôi. Đấy, thì quan trọng là thầy giáo ở trên lớp, thầy đưa cho các bạn những cái mà các bạn cần phải học, thì về nhà các bạn nếu như còn phần nào chưa hiểu, nếu như còn phần nào các bạn thắc mắc, tò mò, đúng không? Thì thầy cô sẽ là người kích thích cái sự tò mò đó và các bạn về nhà các bạn tự tìm hiểu, các bạn dành thời gian ra và tìm ra những cái mới mẻ, những cái mà bản thân mình đang còn vướng mắc, những cái mình muốn học. Đấy, thì cái đó chính là sẽ đem đến cho các bạn những cái kiến thức mới, những cái hiểu biết, sự hiểu biết mới, những cái tư duy mới, và các bạn mở rộng tâm trí ra để đón nhận những cái đó, các bạn ghi nhớ. Đấy, và nó sẽ tạo ra được một cái hành vi cho các bạn. Đấy, thì quá trình tự học này thì nó sẽ có hai hướng. Hướng thứ nhất đó là khi mà các bạn tự học ấy, đúng không? Các bạn tự học thì việc đầu tiên là các bạn phải nhận biết được cái thứ mà chúng ta muốn học là gì, đúng không? Thì cái thứ đó, và các bạn sẽ nhận biết được, các bạn sẽ tìm kiếm nhận biết được những cái dữ liệu, những cái data, những cái dữ liệu, những cái data đó. Và những cái đó thì các bạn sẽ sau đó, thường thì nếu như mà những bạn mà không có các bạn lười tư duy ấy, thì các bạn sẽ tin vào cái điều đó luôn và các bạn không đi kiểm chứng, không đi chiêm nghiệm xem là cái điều đó có thật hay không, đúng không? Đấy, ví dụ như là các bài giảng của các thầy cô giáo ở trên lớp nó như thế nào thì các bạn tin là như thế, các bạn tin những cái lời như vậy. Đấy, các bạn tin tưởng cô giáo, các bạn đặt niềm tin cho thầy cô và các bạn tin vào những cái điều đó. Đấy, hay là khi mà các bạn đi xem bói chẳng hạn thì các bạn thầy bói phán như thế nào, nói ra sao thì các bạn tin vào điều đó. Đấy, các bạn cũng biết về cái dữ liệu đó nhưng các bạn không kiểm chứng, các bạn
chỉ tin tưởng rằng điều đó, đúng không? Đấy, thì nhưng mà cái điều đó nó không chắc chắn, nó thành cái sự thật, nó không biết là đúng hay sai. Đấy, thì các bạn, một là các bạn nhờ vào cái sự uy tín của cái người nói thì các bạn tin tưởng luôn, và các bạn không kiểm chứng, thì đó chỉ là cái ý thức chủ quan mà thôi, chứ không phải hiện thực khách quan của các bạn. Mình lấy ví dụ là thường chúng ta thường hay nói là anh ấy bảo rằng là cái này đấy, hay là người ta nói rằng là như thế này, nhưng mà các bạn không kiểm chứng. Hầu như chúng ta đều mắc phải cái tư duy thụ động như vậy, là người khác nói gì thì mình tin luôn, tin và chấp vào cái điều đó, đúng không? Ví dụ những người mê tín, những người theo những cái công giáo chẳng hạn đấy, thì họ luôn họ dành cho những cái công giáo đó những cái đức tin, và những cái người đi trước, ví dụ như bố mẹ hay là ông bà theo cái công giáo đó, thì chúng ta chỉ đi theo thôi, và chúng ta không tìm hiểu nó có lợi gì và nó có hại gì, hay là nó đúng hay nó sai hay nó như thế nào. Thì khi đó chúng ta tin vào điều đó rồi thì chúng ta rất là khó có thể phát triển cái trí, cái sự tìm tự học của mình, cái sự tìm tòi của mình, đúng không nào? Đấy, thì vì vậy mà nếu như chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ đóng cửa cái tâm trí của chúng ta lại, và chúng ta lại nuôi dưỡng cái sự hãnh diện trong mình, đúng không? Các bạn không đi tìm tòi những cái thứ mới, các bạn không đóng mình vào, khép mình, thu mình vào, thì khi các bạn làm công việc gì đó hay là các bạn giao tiếp xã hội, đúng không? Thì các bạn không có cái chính kiến của bản thân mình. Đấy, và rất khó để người khác tin tưởng được các bạn. Khi mà giao việc, khi mà quan hệ với các bạn thì người khác rất là khó có thể tin tưởng được các bạn. Vậy thì cái cách tự học thứ hai đó là gì? Thì cái cách tự học thứ hai đó chính là một cái quá trình nhé, một cái hệ thống. Thì mình sẽ xin nói đầu tiên đó chính là các bạn nhận biết được cái những cái data, những cái dữ liệu, và nó trở thành những cái thông tin, nó sẽ trở thành những cái thông tin của chúng ta, và nó sẽ biến thành nó sẽ trở thành những cái kiến thức của bản thân mình, kiến thức mới. Và trong quá trình nó trở thành kiến thức đó thì các bạn đầu tiên là các bạn biết, các bạn nhận biết đã, đúng không? Nhận biết được cái điều đó, và sau đó thì các bạn sẽ tư duy, các bạn phải hiểu được cái thông tin đó là như thế nào, hiểu được những cái data đó là như thế nào. Đấy, các bạn phải tư duy, các bạn kiểm chứng. Đấy, các bạn tìm tòi những cái xung quanh nó, xem là nó đúng hay là nó sai. Các bạn phải nhìn được cái hiện thực khách quan, chứ không phải là dùng những cái ý thức chủ quan để có thể đánh giá được cái sự vật, sự việc đó. Tiếp theo, bước tiếp theo đó là các bạn ghi nhớ lại những cái thông tin, những cái kiến thức đó vào trong bộ não của mình. Và các bạn ghi nhớ bằng cách là rất là nhiều những cái phương pháp ghi nhớ, ví dụ lặp đi lặp lại, repeat, hay là liên kết, tưởng tượng, vân vân. Các bạn ghi nhớ và biến nó trở thành những cái kiến thức của bản thân mình, quan điểm, những cái chính kiến, những cái sự hiểu biết của bản thân mình. Và sau đó chúng ta sẽ đi, chúng ta ngủ, trong khi chúng ta ngủ, chúng ta sẽ sắp xếp lại những cái kiến thức đó, những cái mà chúng ta đã học được, những cái dữ liệu chúng ta sắp xếp lại ngay ngắn, sắp xếp lại nó thành những cái trung khu thần kinh ở trong bộ não chúng ta, sắp xếp lại đấy khi ngủ, và nó sẽ trở thành những cái kiến thức mới ở trong bộ não của chúng ta. Và khi mà trở thành những kiến thức mới rồi ấy, thì nó sẽ trở thành những cái hành vi. Khi mà nó ở trong bộ não của chúng ta thì chúng ta cần phải action, cần phải hành động và kiểm chứng những cái thông tin đó là đúng hay sai. Chúng ta quan sát những cái hành động của chúng ta, những cái hành vi của chúng ta, để chúng ta biết được rằng là những cái điều chúng ta tìm kiếm đó nó có thật sự là như vậy hay không. Đấy, khi mà chúng ta biết rồi nhá, chúng ta kiểm chứng đúng sai rồi nhá, thì chúng ta cũng vẫn cần phải hành động. Nó rất là quan trọng, nó hành động thì các bạn mới biết rằng là cái biết đó của các bạn thật ra nó là như thế nào. Nếu như các bạn không hành động thì nó mãi mãi ở trong bộ não của chúng ta, và nó sẽ không hình thành một cái quá trình
tìm hiểu, không hình thành một quá trình tự học được. Đó, thì biết rồi các bạn cần phải hành động, cần phải action. Và khi hành động thì các bạn sẽ chiêm nghiệm được những cái điều mà các bạn tìm kiếm, các bạn tìm tòi ra. Đấy, thì mình muốn nói ở đây đó chính là trong quá trình tự học, đúng không? Trong quá trình tự học thì các bạn không nên dùng những cái ý thức chủ quan, mà các bạn cần phải nhìn vào cái hiện thực khách quan. Đấy, đi tìm tòi, học hỏi từ những cái cuốn sách này, từ những người khác, từ những cái trong mạng xã hội. Đấy, từ rất nhiều ý kiến khác. Các bạn không đặt những cái ý thức chủ quan, không đặt những cái cảm xúc của các bạn vào. Đấy, các bạn đi tìm tòi. Và cái cách tìm nó hữu hiệu nhất và nó đơn giản nhất đó chính là các bạn tìm những cái keyword, các bạn hiểu được những cái keyword và các bạn dùng sau đó thì các cái keyword đó các bạn sẽ dùng 5 giác quan của các bạn để các bạn cảm nhận, để các bạn có thể phân tích cái keyword đó ra, hiểu được keyword đó, hiểu rất là nhiều keyword. Thì khi mà các bạn đi tìm tòi tự học ấy, thì những cái keyword đó nó lại làm cho chúng mình có thể học nhanh hơn, khiến cho chúng mình có thể tiếp thu được những kiến thức nó rộng mở hơn. Đấy, nếu như chúng ta ít keyword thì trong giao tiếp chúng ta cũng khó khăn này, trong ví dụ là trong giao tiếp, trong cái sự tìm tòi học hỏi của mình nó cũng khó khăn hơn. Đấy, thì chúng ta cần phải tiếp thu những cái kiến thức mới qua những cái keyword mới, hàng ngày chúng ta phải trau dồi cái đó. Đấy, thì cái đó là cũng là một cái tip để chúng ta có thể tự học. Đấy, thì cái tự học này, đấy, thì các bạn cũng nên rèn luyện cho mình nó trở thành một cái thói quen. Đấy, bất cứ khi nào chúng ta cũng có thể tự học được, bất cứ khi nào trong bộ não của chúng ta nó hiện lên được một cái hiện lên một cái câu hỏi nào đó, hiện lên một cái sự thắc mắc, cái sự muốn tìm tòi, thì chúng ta hãy đi tìm hiểu nó, chúng ta hãy tìm hiểu bằng chính cái bộ não của chúng ta, chứ không phải là chúng ta nghe ai đó nói như vậy và chúng ta tin vào nó 100%. Đấy, không, người khác nếu như gặp phải trường hợp đó sẽ chiêm nghiệm một khác, nếu như chúng ta gặp phải trường hợp đó chúng ta sẽ chiêm nghiệm một khác, đúng không? Đấy, thì khi mà các bạn biết được rồi thì các bạn cần phải hành động, thì các bạn mới biết được rằng là cái việc đó nó có đúng như vậy hay không. Đấy, nếu như các bạn đọc sách, đúng không? Nếu như các bạn đọc sách, các bạn học được những cái bài học thành công hay là biết được những bài học thất bại của người khác, thì chúng ta cần phải thực hành những cái bài học thành công kia để chúng ta chiêm nghiệm xem đúng nó thật sự là như vậy hay không. Chứ nếu như chúng ta chỉ biết như vậy thôi và chúng ta không hành động, chúng ta chỉ biết ở trong bộ não chúng ta thôi, thì khi đó rất là nhiều những kiến thức nạp vào trong đầu của chúng ta nhưng chúng ta lại không làm, thì nó sẽ mãi mãi ở trong bộ não đó và nó sẽ trở thành những cái bộ nhớ rác. Và càng ngày chúng ta lại lạp nhiều, càng nhiều rác vào trong bộ não thì cái lâu dần thì cái chúng ta sẽ bị đánh mất đi cái tư duy, cái tự học đó. Đấy, thì cái việc tự học và cái việc hành động nó sẽ đi liền với nhau, đi đôi với nhau song song. Và cái nếu như các bạn mà nghe và theo lời người khác nói ấy, mà các bạn không kiểm chứng, ví dụ như là chúng ta đi xem bói chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta đi xem bói thì chúng ta đi xem để chúng ta biết và chúng ta chiêm nghiệm nó, xem chúng ta có những cảm xúc gì khi chúng ta nghe được những cái lời thầy bói nói, và chúng ta xem rằng là những cái điều đó nó có thật sự hay không, đúng không? Chúng ta không nên tin luôn mà chúng ta phải chiêm nghiệm, chúng ta có những cái trải nghiệm mới, chúng ta có những cái chính kiến riêng của bản thân mình. Tuy nhiên là không nên cực đoan, chúng ta luôn phải mở rộng những cái tư duy, những cái mở rộng những cái open cái bộ não mindset của chúng ta ra để chúng ta có thể tiếp thu nhiều những cái kiến thức mới, những cái kỹ năng mới, những cái hiểu biết, sự hiểu biết mới đó, nó rộng mở hơn. Đó chính là toàn bộ những cái mà mình đã học được trong buổi học ngày hôm nay và mình đã chia sẻ với mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã cùng lắng nghe video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.